Thưa quý vị, thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đơn vị dưỡng mạnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng còn tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, chất lượng, cấp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ đơn vị. Xác định nâng cao đời sống, sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng. Ban Chỉ huy quân sự huyện có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, bảo đảm công tác hậu cần, trong đó chú trọng quy hoạch quỹ đất, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tập trung cải tàu đất để tăng gia sản xuất. Đến nay, ban chỉ huy quân sự quyện có diện tích tăng gia khá quy mô, với đầy đủ giường, ao chuồng, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Hàng ngày sau những giờ huấn luyện, anh em chúng tôi được giao nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chúng tôi luôn đảm bảo được nguồn rau xanh. Với đa dạng các loại rau như rau dền, mộng tơi, cải xanh, cải ngọt, xà lách, để cải thiện bữa ăn, sức khỏe, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, sau khi hoàn thành công tác chuyên môn của đơn vị, cán bộ chiến sĩ tập trung tăng gia sản xuất. Khu trường tăng gia sản xuất của đơn vị luôn phát triển khá tư tốt với đầy đủ các loại rau củ. Bình quân mỗi năm, ban chỉ quy quân sự quyện thu hoạch trên 14 tấn rau củ quả các loại, hơn 16 tấn thịt cá các loại và hơn 5 tấn trái cây ban chủ quyền sự quyện đã triển khai cho 12 xã thị trấn và các chốt dân quân biên giới đại đội quân quyện tích cực đẩy mạnh về cái công tác tăng gia sản xuất trong cái công tác tăng gia sản xuất còn tạo được phong trào khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong toàn đơn vị đơn vị đã trích từ cái nguồn thu được từ tăng gia sản xuất để đưa vào ăn thêm cho cán bộ chiến sĩ trong đó là đối với đại đội quân quyện là 3.000 đồng trên người trên ngày đối với cơ quan ban chú sự quyện là 7.000 đồng trên người trên ngày. Nhờ duy trì tốt công tác tăng gia sản xuất, chủ động được nguồn thực phẩm tại chỗ, không chỉ tiết kiệm được nhiều khoản chi phí cho sinh hoạt ăn uống tại đơn vị mà còn nâng cao giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.